Chào cả nhà, hôm nay con trai mình tới lượt cắt tóc cả nhà ơi, xem nè, tóc nó ra dài quá trời, coi You nè, already did. mang cả bộ đồ nghề của mình ở Việt Nam qua đây luôn, đó. Ở bên đây mà đi cắt tóc đó cả nhà biết nhiêu tiền không? Con nít là 15 đô, ông xã mình nói vậy á, còn mà như ông xã mình đó ha là 20 đô, đó, cho nên là ở bên đây là mình cắt tóc luôn cho hai cha con luôn. Ngày mai là cắt tóc cho cha, hôm nay là cắt tóc cho con nè. Đó. Tiết kiệm được mỗi tháng 35 đô. Ở bên đây nó hay lắm, mình nó có nguyên cái đồ ráp như vậy nè, mình không có bên chuyên bên tóc nam nhưng vẫn cắt tóc tại nhà được. Ráp số 3 vô mình cắt. Mình cắt. Ở bên mình bây giờ cắt tóc nam bao nhiêu tiền hả cả nhà? Hôm bữa mà năm trước mà ông xã mình về đó ha, là mình cắt cho mình cắt ông xã mình đi cắt là 50 ngàn là 2 năm trước, không biết bây giờ là bao nhiêu hả cả nhà ha. Quay lại vậy đó. Dạ yeah, ráp cái này vô cắt dễ lắm cả nhà ơi, mình không có thợ chuyên nghiệp mà mình vẫn cắt được, tại vì là nó có cái độ sẵn rồi đó, mình không có sợ bị phạm. Chứ mà không có ráp cái này vô chịu, mình không biết đường cắt tóc nam, mình cắt tóc nữ được chứ tóc nam mình không biết được cắt, mình chưa có học bên tóc nam, hồi xưa chỉ học bên tóc nữ thôi hả, với lại làm móng thì cắt bên tóc nữ thôi, mình chuyên bên tóc nữ. Có quá có cái đầu quá cả, mỗi lần mà cắt tóc là mà dụ đủ kiểu hết à, trời thì nóng được mà để tóc dài hết rồi nè, thấy không? Con quay đi đâu vậy? Quay lát được rồi coi. Mẹ không có cho con ăn kem đâu nha. Nó đi năm cô nhà. Hả? Phải dụ cắt tóc nãy giờ á, mà dụ ăn kem nè, dụ đủ kiểu hết. Mà hả anh chàng cứ quay đi quay lại không biết bao nhiêu như vậy nè. Trời ơi. Rồi lát nữa cắt xong chắc đẹp trai lắm ha cả nhà ha. Ráp số 3 vô là cắt đã luôn. Số 3 xong rồi ở phần dưới thì mình ráp số 1, số 2 mình cắt. Ở bên đây mà hả, mỗi lần mà đi cắt tóc là phải hẹn trước nữa. Gọi điện thoại ha, coi người ta rảnh giờ nào đặt giờ hẹn. Lại mình thấy ông xã mình làm vậy, không biết các chỗ khác như thế nào. Rồi đi làm móng tay cũng vậy đó, mình thấy chị bạn mình nó gọi điện trước. Gọi điện trước coi người ta dạ, rảnh giờ nào rồi người ta mới làm cho mình, chứ không phải tới trước nữa, mình cũng không biết nữa, mà thấy chị bạn mà làm vậy rồi mình ông xã mình nghe nói hồi trước cũng vậy, không biết làm sao. Bên đây cắt tóc phải hẹn trước rồi xuống bên mình thì chừng nào có khách vô thì làm cho hẹn trước, các tiệm lớn cũng hẹn trước hết cả nhà ha, còn hồi xưa mình làm thì khách tới giờ nào thì mình làm giờ đó chứ mình đâu có hẹn trước gì đó. Ở đâu rồi? Để cho mình ráp số 2 vô mình cắt tiếp. Số 3 rồi tới số 2. Nóng trời, bắt đầu nóng lắm cả nhà ơi. 33 độ hay 34 độ C rồi. Rồi mà ở ngoài trời nắng gì mà nắng quá trời luôn. 21 mình về Việt Nam sao chịu nổi. Ở bên đây mà bắt trời lạnh nó đồ nó nóng á, người nó muốn bệnh nè. À. Lại bệnh quá, người nó muốn đổ bệnh rồi, muốn bị cảm trong người rồi. Bên mình không biết bây giờ mà nắng mấy độ ha cả nhà ha. Trời ơi nóng, một em chàng đổ mồ hôi xem đẹp trai, chuẩn bị đẹp trai rồi ha cả nhà ha. Cắt xong mát mẹ là ok rồi ha.
Cũng bị đỡ tốn 15 đô rồi. Nhúng cái nước ướt ở phần trên này cắt. Kéo này đâu rồi không? Tỉa bớt tóc đi, cái tóc nhiều quá. Trời này không, bên đây bây giờ cũng nóng quá trời. Biết bên mình đâu. Giờ này mà đi ở Vũng Tàu mình đó ha, mà đi ra biển đó ha, trời ơi tắm cái nó đã đời luôn, đã đời con cóc luôn. Bên đây không có biển tắm gì. Biển bên đây cả nhà biết đồ lạnh đông đá luôn á. Ở bên đó, bên đây cái nước của nhà mình đó ha mà 7 độ C cả nhà ơi. Cái nước mà mình dùng á, cái nước của mình á, mình bơm từ lòng đất lên chứ không có dùng nước máy như ở chỗ mình. Ở chỗ mình trên núi á, mình thấy mọi người đa số là họ dùng bằng nước mà ở dưới lòng đất không à, nước 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 giếng khoan đó cả nhà, khoan mà dưới độ khoan 200 feet. Mình biết 200 feet là bao nhiêu độ sâu không? 200 feet, mình nghe ông xã nói 200 feet. Đó, mà có một bạn bạn hỏi mình đó, có một chị bạn chỉ hỏi mình đó là mình có vườn rau vọng rộng như vậy á, mà tưới nước như vậy á, thì tiền nước là bao nhiêu tiền một tháng. Mình sẵn đây mình cũng xin chia sẻ là ở chỗ mình á là tiền tiền nước á, mà nhà mình sử dụng á là không có nhà mình không có tính tiền nước mà chỉ trả tiền điện thôi, tại vì mình dùng điện để mình bơm nước lên á, cho nên nó là chỉ có trả tiền điện chứ tiền nước không có phải trả. Thì tiền điện của nhà mình á thì có tháng vừa rồi á thì mà ông xã mình trả 40 đô, còn những cái tháng mùa đông á mà không có dùng nước nhiều á, không có tưới cây gì hết á, thì mỗi tháng có 30 đô thôi à, rất là rẻ. Chứ nếu mà ở thành phố á, thì chị chồng mình á chỉ dùng điện á mỗi tháng á cũng phải 400-500 đô á, tiền điện tiền nước luôn á, rất là mắc tiền. Còn chỗ mình trên núi thì chắc là không có trả tiền nước cho nên rất là rẻ. Được cái lợi thế ở trên núi thì tiền nước tiền điện rẻ hơn. Cũng đỡ hết cả nhà ha, chứ mỗi tháng 400-500 đô rồi ví dụ ai mà không có nhà nữa, trời ơi rất là khổ. Mướn nhà cũng phải cả 1.000 đô là rẻ nhất rồi. Ví dụ mình chia sẻ phòng chung với mọi người thì cũng phải cả mỗi tháng cũng phải mất hết 500 đô rồi chứ ít gì đó. Chứ mà nếu mà qua Mỹ mà mướn nhà là không không đủ ăn luôn các bạn nhà. Tại vì may mắn qua đây thì ông xã mình cũng có nhà sẵn, mà nhà thì cũng trả góp chứ không phải là bên đây mình thấy mua gì cũng phải trả góp hết cả nhà ơi, chứ không phải như bên mình có tiền thì mua. Chứ bên đây mình thấy ông xã mà mua gì cũng trả góp. Con trai mình sắp được đại ca rồi nữa ha. Nào. Mắt mẹ rồi, mắt mẹ rồi. Ủa, đẹp không cả nhà? Trai mình sắp được đẹp trai hơn rồi ha. Ráp cho một rồi cắt sát sát đây. Ông xã mình đi họp xóm về ở bên đây mà mỗi mỗi năm á là họ quy định ra một ngày á, là đi họp xóm. Những ai có ý kiến về 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 xóm thì người ta sẽ nêu lên. Ông xã mình mới đi họp xóm mình thấy lên tiếng xe về ráp số một vô mình cắt cái phần dưới cho nó sát rồi. Anh chàng anh quậy quá,
Ủa cái lủng lỗ bây giờ có cuối cái đâu con nó muốn đẹp trai không hay là muốn xấu trai? Muốn đẹp trai thì im nha. You're pushing my head. Thì mẹ ấy xuống thì nó mẹ mới cắt được. I Đó do. nó lủng lỗ rồi kìa. I do it. Nam. Ừ như vậy đi. Con tự cuối đi. Ừ tự cuối. Nhưng mà cái cuối sao mà nghiêng bên mắt người quá à. Ừ ok vậy đó. Giỏi. Có hơi lủng lỗ ráng chịu nha. Đấy thì hot rồi. Không sao không sao. Kiểu nóng quá trời. Cả cả hàng xanh kêu xàm kêu cắt ngắn hơn đi. Kêu cắt ngắn hơn xàm sợ hả gì cả anh sợ ra. Làm xong rồi con trai giấu bên này xem à, đẹp dữ ha. Cả nhà ơi. Quay vòng cho cả nhà xem. Đẹp lắm sao. Cúi lên giờ cúi lên nhà xem. Chào các bạn. Chào các bạn. Sau khi cắt xong và tắm xong này cả nhà ơi, xem con trai mình đẹp trai không không? Qua đây, qua đây. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.